Bây giờ mình sẽ tiến hành nấu cơm để chuẩn bị là pha bột làm bánh căn. Gạo mình sử dụng ở đây là gạo nở. Cơm bắt đầu sôi rồi nè. Gì mà đảo như cháo vậy? Em xích dưới nó tròn. Này. Hình như cơm sôi mà lúc cuối rồi ha. Không, đỡ không? Trời, tao bón cháy luôn. Cơm cháy nè. Bây giờ mình sẽ đem cơm đi phơi. Phơi cho nào khô thì mình sẽ lấy vào. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị gạo đem đi xay. Đây là cơm nguội mà mình đã phơi ngày hôm qua, giờ nó đã khô rồi. Mình sẽ bỏ chung vào gạo đem đi xay. Cơm nguội bé đẹo quá. Rồi bây giờ sẽ trộn chung vào gạo. Cơm khơi vậy tôi hỏi mày ăn không? Mày đừng cái lắm rồi. Không cháy cho mày ăn đi. Trộn cũng biết mà trộn nè. Đưa đây. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Cô Bé Nha Trang. Ngày hôm nay là mấy chị em mình sẽ bắt đầu nấu chế biến món ăn, đó chính là bánh căn Nha Trang. Đây là một trong những đặc sản của người Nha Trang. Nếu mà các bạn đến du lịch Nha Trang thì đừng nên bỏ qua món bánh căn này nha. Và bây giờ là bí xíu đang chuẩn bị cắt hẹ để làm mỡ hẹ. Bây giờ mình sẽ cắt hẹ xong rồi mình sẽ cho hẹ vô làm mỡ hẹ. Wow. Coi cái bộ mấy người kìa. Tàu ơi, nó hết dầu rồi. Đánh vô. Không nhận như hẹ bên mà nó hút dầu dễ sợ. Nè, ra đây rồi nè. Mày được quá. Đỡ mày. Ok, bây giờ là nhắc được rồi. Nhắc chưa? Từ từ chờ giúp nó chứ. Bây giờ sẽ tiến hành đổ bánh căn. Chưa. Không, không phải. Bây giờ là hông cái không cái lò trên cái khuôn. Khuôn. Nó cái lò nè. Xíu không phải cái bắp nữa. Cái nắp á là nó cắt cái nấm. Cái gì? Cái tô cầm. À, cái nấm. Vô. Bây giờ là sẽ bỏ dầu vào để cho nó không có dính cái khuôn. Đây là bột mình đã xay về rồi, mình sẽ không pha gì nữa. Ôi trời. Mình sẽ đổ tầm khoảng nửa khuôn bột nha, sau đó thì mình sẽ đổ trứng vào. Bây giờ là đậy nắp lên. Wow, tiếp tục là mình sẽ dở cái khác. Khi mà bánh á, nó tự chín là nó tự chóc lên luôn, là mình không cần phải dùng nhiều dầu để mà làm cho bánh nó trở nên là ngon và nó không dính. Cái sao được bay đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm nước mắm. Nước mắm sẽ quyết định là bánh căn của mình là ngon hay dở. Cà chua và ớt là mình đều luộc hết nha. Bằm cho nó dễ. Bây giờ là sẽ bằm ớt.
ta ăn dụng á. Bánh căn là đã đút xong rồi, giờ bắt đầu ăn dụng rồi. Bây giờ mình sẽ bầm thơm. Mình sẽ cho vào đây nước ấm nha. Rồi nêm thử đi. Ăn thử đi. Cái đồ gì đâu. Ngon nha. Đúng cái kinh nghiệm mà. Này chua cái nó chưa có tóc ta tao cái nói tạp đẹp à, đúng không? Coi lên cho cái mũi nó chốt hả? Nóng. Thôi lội qua nước mắm. Trời nó đẻ chứ. Cái này ngon. Chứ con chưa hỏi thôi. Tay người con làm không ngon mới lẹ. Ta làm, ta làm. Ta làm nha. Làm gì? Về tổ luôn. Ta làm gì? Tay góc công ta làm chứ. Ta đi xây bột nha. Ủa ai đây vậy? Ai đi ai biết. Mẹ ăn không? Nó ăn nhầm bãi cái đất kìa nó mà. Mày xong lại liều nữa à? Yeah.